một phiên giao dịch kéo trụ mạnh VHM, VRE và VIX và con GAT. Dẫn đến là gì? Dẫn đến thị trường hôm nay của chúng ta tăng 5,8 điểm. Tuy nhiên các cổ phiếu bên trong hiện chỉ có thể thấy nó không tăng nhiều và thậm chí có một số con nó quên tăng và nó còn quay đầu, nó gãy ngược xuống. Ví dụ cổ phiếu Techcombank, ví dụ cổ phiếu VBank đang có nguy cơ lũng và lũng. Thì trong cái trạng thái thị trường kéo trụ này thì chúng ta cần phải đầu tư như thế nào, và cái việc nó kéo các cổ phiếu VRE, VHM này thì nó có tốt cho thị trường chúng ta hay không? Thì trong cái bản tin tối hôm nay, Quang sẽ chia sẻ với anh chị tiếp tục về các cái chiến lược đầu tư của chúng ta, về cái trạng thái thị trường nó rất là khó khăn này. Mua thì nó cũng sợ lỗ, mà bán ra thì nhìn rất là kích thích và muốn mua lại. Và việc nó rút chân như thế này thì nó có ok, nó có tốt hay không? Thì bản tin này, Quang sẽ chia sẻ với anh chị và chúng ta tiếp tục vạch ra chiến lược giao dịch cho nó hợp lý trong các giai đoạn kế tiếp nha. Rồi ok, nếu anh chị nhà đầu tư chúng ta hàng ngày coi video của Quang, nếu chị mình chưa bấm đăng ký kênh, anh chị nhớ bấm đăng ký kênh. Nếu anh chị đang có những khoản lỗ kết xù không biết phải xử lý như thế nào và anh chị muốn đi theo các phương pháp phân tích cung cầu kết hợp VA tâm lý và kỹ thuật này của Quang để có thể xử lý những khoản lỗ từ từ chúng ta gỡ lại trên thị trường, cũng như chúng ta có thể kiếm được những khoản lợi nhuận tốt khi thị trường mình nó ổn định, thì chị có thể nhắn tin trực tiếp với trợ lý Như Hảo hoặc trợ lý Trúc Vy, các bạn sẽ tư vấn và hướng dẫn anh chị cái thủ tục chuyển về đồng hành với hệ học bên Quang. Ok, chúng ta bắt đầu video hôm nay. Đó là rút chân bộ tam chữ V và chiến lược giao dịch. Thì đầu tiên đó là cái gì? Đó là bộ tam chữ V, đúng không? Chữ V cộng cộng này gồm có cái gì? Cổ V cộng cộng này chắc chắn đó là các cái cổ phiếu thuộc họ Vingroup. Đầu tiên là VHM, đầu tiên là VRE, và kế tiếp đó là con VIX, VIC. VIC này anh chị có thể nhìn vào. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi, khi những cái cổ phiếu này tăng thì nó tốt hay xấu? Hôm qua hay tất cả những phiên giao dịch khi anh chị mình đặt câu hỏi với Quang có đầu tư các cổ phiếu VHM, VRE hay VIX hay không, thì đầu tiên mình phải nói với anh chị một điều, đó là không đầu tư. Với hệ thống Minh Quang xưa giờ đã bao lâu rồi? Đã 3 năm rồi. Cứ ai hỏi tới Quang đều nói không đầu tư, mình sẽ phải lặp lại quan điểm một lần nha. Trước khi mình phân tích, đó là gì? Đó là Bát Vượng. Bát Vượng thì làm các cái dịch vụ ở bên ngoài rất là ok. Đầu là từ là gì? Vinhome. Cho tới là hồi xưa thì chúng ta có các cái điện thoại của bác, đúng không? Vinsmart, đúng không? Rồi tiếp tục chúng ta tới gì? Xe điện, đúng không? Xe điện. Rồi sau đó là gì? Sau đó là Xanh XM. Gần đây nhất chúng ta đang được trải nghiệm cái dịch vụ của Xanh XM, thậm chí là giá còn rẻ hơn là đi Grab, đúng không? Rẻ hơn đi Grab nha. Quang thì Quang vẫn hay đi Xanh XM của bác rất là nhiều, đó, ủng hộ bác. Thì sao? Thì ở ngoài dịch vụ của bác Vượng làm rất ok, nhưng ở trên sàn thì sao? Nhưng trên sàn quan điểm của mình vẫn như cũ, đó là gì? Đó là cái cổ phiếu VHM, VIX và VRE, nó sẽ phục vụ cho cái việc là đỡ chỉ số, kéo chỉ số hoặc là tạo chỉ số, chứ nó không có cho chúng ta lợi nhuận ok. Ví dụ anh chị thấy nguyên cái giai đoạn này anh chị phải ăn hành trong bao thời gian bao lâu? Anh chị phải ăn hành trong thời gian 4-5 tháng chỉ được một pha tan, chỉ được pha này là lớn nhất nha. Sau đó anh chị lỗ rất nặng, đúng không? Tiếp tục xuống đây, gần như khi anh chị đầu tư con này thì cũng là 3-4 tháng anh chị mới ăn được đúng một pha, đúng không? Tiếp tục là rất lâu anh chị mới ăn được có tí xíu, sau đó lại sập. Tiếp tục anh chị thấy là gần ăn hàng 4-5 tháng mới hồi được một cây lớn mạnh, đúng không? Tiếp tục anh chị nhìn bên đây cũng tương tự thôi, ăn hàng 4-5 tháng. Đó là cái hiện trạng nha. Tiếp tục với VHM cũng vậy thôi, đâu có khác gì đâu. Anh chị thấy nè, ăn hành 4-5 tháng chỉ được một cái đợt tăng, ăn hành 2 tháng được một nhịp tăng, ăn hành 3-4 tháng được một nhịp tăng, đúng không? Và thậm chí bên đây là lỗ liên tục luôn, không? Lỗ liên tục trong 3-4 tháng. Nên cái việc đầu tiên đó là đầu tư là không ok, đúng không? Đầu tư là không ok trên thị trường. Đó chỉ thích hợp cho những tay to, những người có thể gồng lỗ lâu năm, gồng lỗ lâu năm và có vốn lớn. Còn với chúng ta không đầu tư được, đó là việc đầu tiên. Thứ hai, đó là gì? Thứ hai đó là việc kéo những cái con này thì nó có tác hại gì với thị trường chúng ta? Có chứ, đúng không? Đó là gì? Đó là khi những cổ phiếu này nó kéo thì nó chiếm cái tỷ trọng rất lớn về mặt chỉ số. Nếu anh chị lên cái file anh chị coi về tác động đến chỉ số đi. Hôm nay thị trường chúng ta tăng là 5,6 điểm thì anh chị thấy là sao? Là cái con VHM này kéo là 2,54 điểm, con GA, có con GA nữa đúng không? Con GA hôm nay tăng cũng mạnh nha. Con GA là 4 trụ á, con GA tăng 2,7% nè chị không? Là tăng là đóng góp là 1,17 điểm. Rồi con đi rồi tới VIX, Vinamilk, VHM, VRE thì nói chung là những cái con này nè, khi nó kéo á thì chị thấy thị trường mình hôm nay tăng. Thị trường về bản chất hôm nay tăng, nhưng tài khoản anh chị hôm nay có tăng tương ứng như vậy không? Câu hỏi đặt ra là tài khoản anh chị hôm nay có tăng tương ứng như vậy được không?
Câu trả lời chắc chắn là không, đúng không? Những cái cổ phiếu ví dụ Hòa Phát hôm nay anh chị vẫn lọt, đúng không? Những cổ phiếu VBank nè, những cổ phiếu Techcombank nè, phần lớn các cổ phiếu hôm nay anh chị đều thấy nó bị gì? Nó bị xìu lại, dù nó có kéo thì nó chỉ kéo nhẹ, đúng không? Dù nó có kéo thì nó chỉ kéo nhẹ thôi. Ví dụ mình nhìn vào, mình sẽ thấy HAH hôm nay cũng có tăng, nhưng mà chỉ tăng rất nhẹ. Sau cái đà rơi rất mạnh thì nó chỉ tăng được rất nhẹ. Vì sao? Vì phần lớn cái vị thế của cái gì, cái số điểm á, nó phải nhường hết cho cái gì? Cho việc kéo những cái con trù kia, đúng không? Việc kéo những con trù kia, mà cái việc kéo những con trù kia thì nó sẽ khiến gần như là 80-90% cổ phiếu trên thị trường không tăng được. Mà khi tất cả cổ phiếu không tăng được thì nó có xấu không? À, nó có đâu xấu gì đâu, đúng không? Bản chất nó không gãy là nó không xấu gì, cái đó là bình thường. Nhưng sao? Nhưng như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi, nếu thị trường cao thì sao? Nó ví dụ ở trên đây, đây là lần thứ nhất kéo trụ nè. Lần thứ nhất kéo trụ trong thời gian là 2 tháng vừa qua, đây là lần thứ nhất kéo trụ, anh chị có nhớ được đó không? Khi nó kéo trụ rất mạnh, rất nhiều anh chị nhà đầu tư nhắn tin hỏi quan và than phiền, đó là gì? Vì sao thị trường tăng gần 1.300 rồi mà tài khoản mình không tăng? Đúng không anh chị, còn nhớ cái điều đó không? Là khi nó kéo các cổ phiếu trụ thì nó sẽ diễn ra điều đó. Và cái đợt trên đây nó kéo những cổ phiếu trụ khác, không phải kéo VIX, VHM và VRE. Tiếp tục cái đợt sau là cái đợt ngay đây, là cái đợt gần nhất mà anh chị mình vừa bị ra đảo hai ba cây sàn á, thì là cái đây nó cũng là kéo trụ, và nó kéo trụ gì? Nó kéo trụ những con BID, nó kéo những con BID, nó kéo những con Vietcombank, nó kéo con Masan, đúng không? Nó kéo những cái con trụ khác, thì lúc đó sao? Thị trường mình sau đó sập. Vì sao? Vậy cổ phiếu anh chị không tăng, câu hỏi đặt ra, bây giờ cổ phiếu không tăng, thị trường tăng, vậy tới khi thị trường sập, cổ phiếu có sập không? Chắc chắn sập, đúng không? Này anh chị thấy không? À anh chị thấy không? Thì hôm nay cũng vậy, khi thị trường tăng, anh chị xét về mặt chỉ số, anh chị ngồi đây, anh chị phân tích về chỉ số, chắc chắn nó sẽ đẹp, đúng không? Chắc chắn luôn, 100% nó sẽ đẹp. Nhưng sao? Nhưng sau đó thì cổ phiếu mình đâu có tăng, đúng không? Cổ phiếu mình không tăng bao nhiêu cả. Đây qua sẽ qua cái sheet so sánh và index cho anh chị mình nhìn xem. Ở dưới đây là thị trường chung chúng ta, thì qua sẽ cho anh chị mình coi ví dụ cổ phiếu SSI đi. Đây, trong nhịp kéo trụ lần thứ nhất ở dưới đây, lần thứ nhất chạm gần ngang ba thì cổ phiếu SSI không hề tăng, đúng không? Không hề tăng, tại vì sao? Tại vì toàn là kéo trụ không thì không tăng được, sập. Thời nhịp thứ hai tiếp tục là tăng rất mạnh nè, đúng không? Tăng rất mạnh thì cổ phiếu SSI cũng đi ngang, sau đó thị trường sập, nó sập theo, đúng không? Và hôm nay kéo trụ tiếp tục, thị trường cổ phiếu tăng rất mạnh. Hôm qua tăng 22 điểm, hôm nay tăng thêm 5 điểm nữa là cũng phải là 27, 28 điểm rồi. Thấy SSI đây có tăng không? Thật ra nó cũng vẫn đi ngang, đúng không? Nó vẫn đi ngang. Vậy câu hỏi đặt ra, ví dụ kéo lên đi, thị trường mình khi nó lên và nó chạm cái gì? Nó chạm cái gì? Nó chạm cái kháng cự. Ví dụ ở đợt trước nó lên, nó chạm kháng cự đỉnh là 1.300, đúng không? Thì nó sao? Nó sập thì cổ phiếu sập theo. Vậy bây giờ gần đây nhất thì nó lên, nó chạm cái vùng kháng cự 1.260, nó sập thì cổ phiếu cũng sập theo. Vậy bây giờ nếu thị trường mình tiếp tục kéo trù thì lên 1.240, 1.250, nó sập xuống hay nó chỉnh xuống, cổ phiếu mình có tăng được không? Đó đó là cái câu hỏi mà quả đặt cho anh chị đó. Nên việc cái gì? Nên việc cái việc kéo trụ là không ok. Nó kéo trụ nó sẽ làm cho cái gì? Nó sẽ làm cho cái đồ thị thị trường chung chúng ta nó cao và nó chạm về kháng cự. Mà khi nó chạm về kháng cự thì nó sẽ xuất hiện lực bán và cái dư địa để thị trường chúng ta tăng mạnh lên, nó sẽ gì? Nó sẽ hấp hơn. Vì sao? Vì tới đó là chạm kháng cự rồi thì sẽ khó để chúng ta lướt định mua. Khi chúng ta mua vào cổ phiếu đang đi nền thì sao? Chúng ta phải tính tới cái việc là thị trường chung có chạm kháng cự hay không. Và bây giờ nếu thị trường chung nó chạm kháng cự mà chúng ta mua vào cổ phiếu, vậy thị trường chung chỉnh, cổ phiếu chúng ta sập, đúng không? Cổ phiếu chúng ta sập tức là cái điểm rủi ro chúng ta sẽ càng lúc càng cao chứ không phải là càng lúc càng thấp. Nên hôm nay khi mà cổ phiếu gì, khi mà bộ tam chữ V này trong buổi sáng vừa mở cửa ra là hệ thống bên mình nói với khách hàng ngay lập tức, đó là gì? Không có cân nhắc giải ngân mua bất cứ cái gì cả. Vì bao nhiêu lần rồi? 10 lần rồi, đúng không? 10 lần thì có phải 9 lần là khi những cổ phiếu trụ, qua không quan trọng là trụ gì, đó thì trụ chữ V với trụ GAP, trụ gì, trụ Vinamilk, rồi trụ gì nữa, trụ Masan hay là trụ gì, Vietcombank gì đó, BID gì đó thì cũng là trụ hết, đúng không? Thì cứ khi nào mà trụ kéo mạnh thì hệ thống bên mình đều chia ra các quan điểm rất là rõ ràng. Đó gì? Đó là chúng ta sẽ không mua mới bất cứ cái gì, xác suất là gãy tiếp là cực cao. Tại vì sao? Tại vì lúc đó chúng ta sẽ không thấy cổ phiếu mình tăng mà chỉ thấy cổ phiếu mình đi ngang. Và tới những cái lúc con này nè, những cái con này nè, nó chạm kháng cự, nó quay đầu, có phải lúc đó chúng ta toan không? Chúng ta rất là dễ toan. Vốn hóa nó to, vốn hóa nó to, chỉ số tăng, cổ phiếu không tăng là những cái gì? Qua chia sẻ với anh chị đầu tiên về cái việc là bộ tam chữ V này, nó tăng là tốt hay xấu? Chắc chắn là xấu với chúng ta, những nhà đầu tư đang sử dụng sở hữu cổ phiếu midcap nói chung. Thật ra các cổ phiếu nói chung đều như nhau hết thôi. Rồi tiếp tục cái ý thứ hai qua muốn chia sẻ với anh chị, đó là gì?
À, đó là rút chân nó có tốt hay xấu. Ở đây mình chỉ để chữ rút chân thôi chứ mình không có để là tốt hay xấu. Bây giờ qua sẽ nói với anh chị rút chân là tốt hay xấu. Thì đây mình sẽ nhìn vào cái thị trường mình hôm nay có phải rút chân hay không. Anh chị hỏi quan hôm nay Tết cũng đẹp phải không? Thì thật ra hôm nay chị thấy Tết cũng đẹp là vì nó rút chân đúng không? Nhưng mà quan trọng ở đây chị thấy hôm nay rút chân nè. Thì qua chị nói với anh chị nha, trong quan điểm đầu tư của quan từ xưa tới bây giờ luôn, mình rất ghét rút chân nha, mình rất ghét rút chân. Mình phải thể hiện một quan điểm một lần nữa, đó là rất ghét rút chân. Vì sao? Vì rút chân như vậy thì 10 lần thì có phải là 7 lần chúng ta ra đảo nha, lưu ý nha, 10 lần là 7 lần ra đảo. Vì sao anh chị biết không? Vì đây là quá khứ chứng minh. Đây chị thấy chỗ này ha, đây có phải rút chân không? Đây có phải rút chân không? Trong phiên hôm đó các cổ phiếu tăng 3-4% nè, chị thấy không? Đây rút chân nè. Sau đó sao? Sập. Tiếp tục qua đây, gần đây nhất chúng ta cũng có pha rút chân ngay đây. Và qua đây, sập. Đúng không? Tiếp tục anh chị thấy chỗ này có rút chân không? Rút chân, sau đó qua đây, sập tiếp cây nữa mới hồi lên. Đúng không? Anh chị thấy chỗ này không? Rút chân nè anh chị không? Sập nè anh chị không? Đó, ngay chỗ này chỉ có chỗ này thôi, rút chân là nó tăng lên thôi. Đúng không? Chỉ có chỗ này rút chân là nó tăng thôi. Tiếp tục nha. Tiếp tục anh chị thấy chỗ này cũng có liên tục rút chân không? Sau đó nó cũng đi ngang, sau đó nó mới tăng chứ nó không lên ngay, đúng không? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ nhìn vào những pha rút chân thần thánh nha. Anh chị thấy chỗ này không? Rút chân nè anh chị không? Rút chân xong, sập. Xuống đây rút chân không? Sập tiếp, đúng không? Xuống đây rút chân đúng không? Sập tiếp, đúng không? Anh chị thấy không? Rút chân, đúng không? Tức là rút chân là gì? Rút chân thể hiện quan điểm là lực mua mạnh. Đúng không? Lực mua, lực cầu vào mạnh dẫn đến thị trường và cổ phiếu trong phiên nó đang giảm mạnh, nó sẽ rút lên, đúng không? Theo nguyên tắc là vậy. Và theo gì? Tâm lý là vậy, đúng không? Mọi thứ nó đều đúng như vậy. Tại sao rút chân nó lại sập nè anh chị không? Rút chân nè, sập, đúng không anh chị thấy nè? Không, anh chị thấy không? Rút chân nè thì đây là tăng, đúng không? Rút chân đây là tăng, nhưng mà anh chị thấy nãy giờ qua cho chị mình thấy nè, rút chân thì đây là sập, đúng không? Đây là rút chân mạnh nè, qua đây còn sập phim pha nữa mấy hồi nè anh chị không? Thì nó là sao? Với thị trường chung anh chị thấy là gì? Cái tỷ lệ rút chân mà để tăng tiếp nó không cao, mà tỷ lệ rút chân sau đó sập lại rất nhiều, đúng không? Rồi đó là với cái thị trường chung chúng ta. À, tiếp tục chúng ta nhìn vào các cổ phiếu đi. Anh chị nhìn vào cổ phiếu KDH nhà Khang Điền, anh chị cũng sẽ thấy rõ bây giờ nó đang cố gắng hồi lại, đúng không? Nó đang tăng lại rất là mạnh, đúng không? Nhưng anh chị có thấy trên đây nè, chúng ta chỉ cần quan tâm trên đây thôi. Anh chị thấy rút chân không? Sau đó nó sập, đúng không? Anh chị thấy đây rút chân không? Sau đó nó sập, đúng không? Tại sao rút chân lại sập, đúng không nè? Anh chị thấy chỗ này rút chân không? Qua đây nó lại sập, đúng không? Rút chân không? Qua đây nó lại sập nè anh chị không? Đúng không? Rồi tiếp tục anh chị nhìn cổ phiếu khác đi. Anh chị nhìn cổ phiếu gì? Anh chị nhìn cổ phiếu VB Bank ngày hôm qua thôi chứ đâu xa. Anh chị thấy nè, VB Bank đi, hôm qua rút chân đóng cửa rất cao. Đây anh chị thấy nè, anh chị nhìn kỹ nha, cái đồ thị nó hơi đau mắt đó là gì, nó đỏ không à. Anh chị thấy nè, phiên hôm qua nè, nó đóng cửa tăng 1.1% là đóng cửa ngay chỗ này, đúng không? Đóng cửa ngay chỗ này trong phiên nó nằm dưới đây, tức là nó đập mạnh xuống sau rút chân lên là rút chân. Tại sao rút chân sau hôm nay lại sập? Đúng không? Anh chị thấy chỗ này có cây rút chân nhìn rất đẹp không? Rất rất đẹp luôn. Thì tại sao bây giờ nhà đầu tư chúng ta lại nằm dưới đây? Nè, anh chị thấy cùng rút chân không? Đó, đó là vì bàn đi. Tiếp tục mình nhìn cổ phiếu khác đi. Ngân hàng chúng ta nhìn mấy cái tên tiêu biểu đi. CTG, yeah, CTG đi. Tại sao ở đây rút chân? Tại sao đây cây này rút chân mạnh mà qua đây anh chị lại nằm dưới đây? Đúng không? Đó, chị thấy không? Rút chân nó có ok không nè? Chị thấy cây này rút chân nè, đúng không? Qua đây anh chị nằm dưới đây. Đúng không? Chị thấy rút chân không? Rồi tiếp tục ngân hàng ha. Tiếp tục anh chị nhìn vào chứng khoán đi. Chị nhìn vào SSI đi. SSI có phải có rất nhiều pha rút chân không? Đây có phải là pha rút chân không? Đóng cửa giá xanh nè, đúng không? Liên tục rút chân nè không? Sao bây giờ anh chị nằm dưới đây? Đúng không? Anh chị nằm dưới đây. Đây cũng là rút chân nè anh chị không? Sao anh chị lại nằm dưới đây? Đó, tóm lại là anh chị đều nằm dưới đây hết. Rồi tiếp tục anh chị nhìn HCM đi. Rút chân rất là đẹp, đúng không? Rút chân. Thì đây có phải là pha rút chân lớn không? Xong anh chị nằm dưới đây, đúng không? Anh chị hay rút chân nè. Tiếp tục anh chị nhìn những cái pha tiếp đi, pha khác đi, ví dụ ở đâu. Thì bây giờ dưới đây chắc là hết rồi, anh chị thấy cây này không? Rút chân nè, qua đây anh chị nằm dưới đây, đúng không? Đó, đó là với gì? Với ngành chứng khoán nha. Tiếp tục chúng ta nhìn vào Hòa Phát đi, chúng ta sẽ thấy rút chân nè. Ôi quá trời rút chân luôn. Nè, rút chân xong đúng không? Anh chị nằm dưới đây. Hồi lên rút chân tiếp nè, gãy xuống rút chân rất mạnh luôn nha. Trong phiên đập quá trời, cây nến nó dài xuống như thế này luôn. Rút chân, sau đó anh chị nằm dưới đây. Rút chân, sau đó anh chị nằm dưới đây. Rút chân, sau đó anh chị nằm dưới đây. Đúng không? Thì với quan, quan điểm của quan lặp lại một lần nữa. Đó là gì? Đó là rút chân tăng tiếp thì thật ra số lượng nó không nhiều. Đây nè, anh chị thấy không? Có rút chân tăng tiếp nè. Có, nhưng số lượng nó không nhiều. Nhưng đa phần là gì? Rút chân thì nó lại giải tiếp. Nguyên nhân vì sao? Nguyên nhân đơn giản thôi. Rút chân lên mai bán tiếp. Nha, rút chân lên mai bán tiếp và rút chân lên tạo cái sự gì? Tạo cái sự hy vọng cho nhà đầu tư và thấy nhà đầu tư nhìn vào nhà đầu tư thấy đẹp. Ví dụ những pha này khi rút chân lên, rất nhiều người bảo quan cổ phiếu này đẹp như vậy, vì sao em không cho mua, đúng không? Anh chị có nhớ những cái vùng giá trên đây rất nhiều người
Trong buổi livestream nhắn tin hỏi Quang có mua được không Quang? Quang điều nói với chị là không mua. Cổ phiếu này rất giống cổ phiếu Phát Đạt và có nguy cơ nó gãy heo con Phát Đạt y hệt luôn. Và kết quả chị hay nó xuống đây rồi nè, đúng không? Hôm nay không hồi được luôn. Đó. Thì mình đã chia sẻ với chị như vậy, đâu phải cứ rút chân là chúng ta thấy ngon. Sai. Vì sao? Vì trong phiên á thì nó đạp rất mạnh, cuối giờ nó chỉ dùng một cái lượng tiền rất ít để nó kéo cổ phiếu lên, ngày mai nó sẽ tiếp lên bình thường. Và khi nó kéo lên, có phải chị sẽ thấy đẹp và chị mua thêm không? Thì đó là một cái hữu thuật, một cái gì, một cái biện pháp để cổ phiếu rơi từ từ. Nhưng nhà đầu tư chúng ta không bán hàng ra, đàn chị đúng không? Thì tổng thể từ trên xuống dưới đó là lỗ bao nhiêu trăm rồi? Lỗ cũng 12-13% rồi, nếu mà tính từ cái đỉnh này nha. Tới đây 15% với một cổ phiếu đứng đầu thị trường về cái ngành thép quốc dân, đúng không? Hòa Phát là quốc dân. Mà chị thấy cứ rút chân liên tục và rơi, thì đó có phải là cái biện pháp để giúp cho anh chị chúng ta mua và giữ cổ phiếu chứ không bán ra? Nó thành ra với cái phiên hôm nay, kết lại với cái phiên hôm nay rút chân như thế này và phần lớn cổ phiếu đều có rút chân á, thì Quang sẽ chia sẻ với anh chị là mình thấy nó không ok. Với Quang thì Quang không thích rút chân, lưu ý nha, mình không thích rút chân. Rút chân ok thì ok, kệ nó, mai nó tăng tiếp thì nó sẽ làm cái gì? Mai nó tăng tiếp nó sẽ chạm kháng cự. Và bản thân anh chị, rất là nhiều anh chị đang lỗ nhẹ, đang từ lỗ 10% còn lỗ 5-6% nhiều không? Rất nhiều đúng không? Ví dụ anh chị kẹt những con DBM này đi, đúng không? Anh chị kẹt, anh chị mua nó khúc ngay đây đi, thì có phải ngày mai anh chị chuẩn bị gần tới bờ không? Gần đến về bờ tới rồi đúng không? Rất nhiều anh chị sẽ chuẩn bị về bờ hoặc là gần gần bờ, rất rất là nhiều. Thì đó, với cái việc rút chân này thì nó sẽ kích thích chúng ta và thấy chúng ta ok và sẽ tiếp tục là FOMO và mua lên. Nhưng với Quang, với thị trường này chúng ta sẽ phải lặp lại quan điểm cũ, đó là gì? Thứ nhất, rút chân là không đẹp, cái đó thì quan điểm cá nhân ok, nhưng mà chúng ta phải nhìn vào sự thật từ hôm qua đã nói với anh chị và từ bao nhiêu, từ cả mấy tuần nay đều nói với anh chị, đó là gì? Đó là thị trường chúng ta đã gãy trend trung hạn, đúng không? Vẫn là câu nói cũ, thị trường chúng ta đã gãy trend trung hạn, show ra tiếp tục như cũ. Đây, kể cái trend này gãy chưa? Gãy rồi, không thể nói nhiều, đúng không? Gãy chưa? Gãy rồi, nói qua đấy thôi, đúng không? Nói từ đây dưới đây lên đây, gãy chưa? Gãy luôn rồi, đúng không? Mở qua chặt tầng, gãy chưa? Mở qua chặt tầng, trend này gãy chưa? Trend bằng tháng 11 đã gãy, trend nhiêu? Trend gần đây nhất là trend bao nhiêu? Trend gần đây nhất là từ đáy của 2022 luôn thì chưa gãy, đúng không? Trend này gãy còn gì nữa, đúng không? Nhưng cái trend dưới đây, trend này gãy chưa? Trend này bắt đầu từ tháng 11 đã gãy trend trung hạn. Mà chúng ta nói chúng ta đầu tư theo gì? Chúng ta nói chúng ta đầu tư theo trend, hay gãy trend thì sao? Hay chúng ta phải thận trọng, chúng ta phải gì? Phải bình tĩnh và tỉnh táo, chứ không phải chúng ta ảo tưởng, chúng ta đu lệnh và chúng ta gì? Chúng ta tự tin quá mức với thị trường trong khi nó đã gãy trend, đúng không? Thì đó là cái vấn đề về bản chất của thị trường hiện tại. Thứ hai, đó là gì? Thứ hai, đó là thị trường chúng ta đang có cái gì? Đang có cái trend giảm. Đây chị thấy không? Đây là cái trend giảm được hình thành qua cái cụm đỉnh trên và cái ở đây đỉnh này thôi. Thì đó, nó đã hình thành nên được cái trend giảm. Thì nó chỉ ok khi nào? Nó ok khi nó break qua trên giảm, đúng không? Đó là cái thứ nhất về thị trường, cái thứ hai về thị trường. Và cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là các cổ phiếu bên trong, có rất nhiều cổ phiếu đã bước vào chu kỳ downtrend hoặc là chu kỳ sắp downtrend. Ví dụ anh chị thấy cổ phiếu CTG đi, có phải đây là chu kỳ đang downtrend ở trên dưới không? Downtrend là gì? Down là giảm, trend là trendline, đúng không? Là xu thế. Vậy đây có phải là xu thế giảm không? Và gần như tất cả những nhà đầu tư kỳ vọng nó bước vào xu thế mới đều đã đu đỉnh hết và bây giờ đang có dấu hiệu tiếp tục rơi, đúng không? Tiếp tục anh chị nhìn Techcombank không? Đã, hôm nay bắt đầu rơi rồi. Hôm qua khi cổ phiếu này hàng vừa về, qua nó anh chị bán 4% đi. Chúng ta mua ăn cổ tức đây nè. Ăn cổ tức nha, không phải mua mới nha. Ăn cổ tức ra đây nè. Hàng về lỗ 400 kệ hôm qua, qua kêu chị cái bán sắp lết đi. Anh chị thấy nãy giảm tiếp không? Và bắt đầu gì? Bắt đầu mở biên rơi. Liệu con này có rơi hẳn xuống đây không? Hoàn toàn có, đúng không? Rồi tiếp tục anh chị nhìn ACB đi. Thì đây là mới bắt đầu vào chu kỳ đạo trend thôi nha. Chu kỳ gãy thôi nè, chị thấy không? Cũng gãy rồi nè. Nay bắt đầu rơi rồi, đúng không? Rồi tiếp tục chúng ta nhìn vào chứng khoán. Ở đây nhìn vào không phải đạo trend chứ cái gì đạo trend, đúng không? Gãy từ trên gãy xuống, gãy và không thấy về bờ luôn. Bây giờ hồi lên đây chị nghĩ phải hồi như thế nào? Thị trường chúng ta phải cực kỳ tốt, nhưng rõ ràng tin tốt rất nhiều, tại sao nó không lên? Mới mấy nay còn có tin gì? VBS, Capi Margin. Ủa tại sao nó không tăng, đúng không? Phiên hôm trước thì có ngân hàng đồ các thứ, ngân hàng nhà nước hạ lãi suất các thứ gì đó lâm hết. Tin anh chị đọc trên báo, anh chị thấy rất nhiều, đúng không? Tin kết quả kinh doanh đồ hư, sao nó vẫn rơi, đúng không? Anh chị nhìn HCM đi, nhìn vậy thôi, rút chân rất đẹp, đúng không? Nhìn vậy thôi, rút chân rất đẹp. Điện đây có phải rơi không? Cũng vẫn là trên rơi, đúng không? Thì rất nhiều cổ phiếu bên trong từ gì? Chứng khoán, ngân hàng đã bắt đầu vào rồi, chứng khoán nè, thép nè, bất động sản chắc khỏi phải chê, đầu tư công chắc khỏi phải nói rồi, rất nhiều ngành nghề đã bước vào chu kỳ gì giảm giá mạnh và đảo trend, tức là đi dưới trend giảm của thị trường chung. Thì tổng hợp tất cả những yếu tố lại thì với cái trạng thái thị trường này, Quang vẫn duy trì một cái quan điểm cũ, đó là gì? Đó là đầu tư giai đoạn này ok vẫn được, nhưng chúng ta phải xây dựng một chiến lược dựa trên yếu tố phòng thủ, không phải tấn công, phòng thủ nha.
không phải tấn công. Và khi nào nó vào xu thế mới, chúng ta sẽ bắt đầu một cái trận đánh lớn. Chúng ta sẽ đi tiền Fullmargin. Và hôm nay qua đã chia sẻ lại với khách hàng trong hệ thống VIP bên mình. Mình sẽ đọc lại cho anh chị trước khi đến cái phần xử lý hàng lỗ như thông thường. Rồi đây là cái hệ thống bên Quang hôm nay chia sẻ với anh chị lúc mà buổi chiều nha. Buổi chiều hôm nay là đáng lẽ phải chia sẻ buổi sáng nhưng mà mình chia sẻ buổi chiều á. Đây CTG, anh chị thấy nó sẽ có 3 nhịp đây. 1, 2, 3, 4. Đây CTG nha. Đây là cổ phiếu CTG, mình sẽ ví dụ lại cho anh chị. Thời gian video sẽ có thể là 40 phút. Anh chị cứ hồi nãy và ngồi nghe, đúng không? Thì anh chị thấy thị trường mình có phải nó đang ở trong chu kỳ này không? Đây là chu kỳ thứ nhất, chu kỳ gì? Chu kỳ gãy và rơi. Thì anh chị có thấy cổ phiếu anh chị giờ nó giống gì không? Nó rơi xuống nè, cái nó hồi. Đúng không? Tiếp tục nó rơi xuống nè, cái nó hồi. Xong lại rơi xuống tiếp nè, cái nó hồi, xong nó lại rơi mạnh xuống tiếp, sau đó mới bật lên mạnh, đúng không? Đó, sau đó thì đây là, để qua gọi đây là gì? Đây là nhịp 1 màu tím, đó. Nhịp số 2 mình sẽ gọi là màu gì? Màu xanh lơ đi, mình sẽ khác khác cái hình chút đi cũng được ha. Thì đây là nhịp hồi mạnh và dựng đứng lên, kết thúc cái chu kỳ gì? Chu kỳ giảm giá, đúng không? Tiếp tục tới nhịp số 3 là nhịp gì? Tích lũy lại để chi? Để siết lại cung cầu và siết lại hàng. Và tới nhịp số 4 là nhịp gì? Bùng nổ tăng giá và bước vào chu kỳ uptrend, đúng không? Thì đó là một cái chu kỳ của thị trường. Và cái chiến lược hệ thống bên Quang vạch ra cho khách hàng là gì? Là hiện tại anh chị nhìn và anh chị đều biết thị trường chúng ta đang ở trong chu kỳ này, hoặc là rất nhiều cổ phiếu đang ở trong chu kỳ đang rơi. Anh chị thấy cái chỗ này nó có đặc điểm gì không? Nó rất là dốc xuống, nó rất là cắm hẳn xuống, đúng không? Anh chị nhìn vào đi, thì Quang sẽ cho anh chị coi những cổ phiếu khác đi. Ví dụ anh chị nhìn cổ phiếu gì? Hà Đô đi, anh chị nhìn vào Hà Đô, anh chị có hay thấy là Hà Đô có phải cũng đang rơi giật đứng dốc xuống không? Thì đó là cái chu kỳ gì? Chu kỳ số 1, chu kỳ đang rơi, nhịp số 1, nhịp đang rơi, đúng không nè anh chị thấy không? Dù nó có hồi lại nhưng có phải nó đang dốc đứng xuống không? Thì đó có phải đang rơi không? Đúng không? Cũng có rơi nè, hồi nè, rơi nè, hồi nè, đúng không? Anh chị nhìn hoa sen đi. Ý hệt luôn anh chị đó. Đây có phải là chu kỳ dốc đứng xuống không? Nè, thì ra có hồi kệ nó. Nè, hồi nha, đúng không? Thì cũng là dọc đứng xuống nè, đúng không? Tiếp tục anh chị nhìn vào gì? Vào chứng khoán SSI đi, SSI đi. Thật ra đây có phải là cũng là dọc đứng xuống không? Đúng không? Thì phần lớn tất cả cổ phiếu trên thị trường đều đang ở trong cái nhịp dọc đứng hẳn xuống nè, cắm cột xuống nè, đúng không? Thì đó được gọi là nhịp số 1 nha, phần lớn nha. Qua nói chứ anh chị là phần lớn là nhịp số 1 là nhịp đang rơi. Tiếp tục tới nhịp số 2 là nhịp gì? Hồi mạnh bất ngờ và tăng lại với biên độ là nhận để được là bao nhiêu phần trăm đó. Ví dụ nhịp này đi là coi là bao nhiêu phần trăm, là họ cũng được 12% với cổ phiếu CTG. Thì đây là nhịp gì? Nhịp xác nhận tạo đáy và bắt đầu tạo sự cân bằng. Thì ở đây qua đánh giá một số cổ phiếu trên thị trường đã có nhịp này. Ví dụ chị hãy STS đi, có phải là đang rơi liên tục, rơi không? Liên tục rơi cắm hẳn xuống thì bất ngờ có cái pha hồi mạnh lại có lời mười mấy phần trăm không? Bên mình cũng là con này mười mấy phần trăm, đúng không? Đó thì con này nè chị thấy không? Thì đây có phải là cái nhịp gì? Nhịp số 2 là nhịp có thể là gì? Bước vào cái pha hồi phục đầu tiên, pha hồi phục mạnh để đẩy cái giá cổ phiếu lên cao, không cho nhà đầu tư mua. Và sau đó nó sẽ làm gì? Sau đó nó sẽ bước vào cái chu trình, đó là chu trình tích lũy đi ngang. Tại sao phải tích lũy? Anh chị cứ đơn giản thôi, khi nó tích lũy đi ngang có phải nó sẽ gặp rất nhiều nhà đầu tư làm gì? Nhà đầu tư bắt đáy coi lời chốt ra, nhà đầu tư đang kẹt đu đỉnh ở trên đây nhưng không lỗ nhiều, đúng không? Tại vì sao? Tại vì khi lỗ kịch biên, ví dụ 20% đi, thì chỗ này họ được 10%, vậy có phải anh chị chỉ lỗ 10% không? Thì nó sẽ dùng các cái thủ đoạn, ví dụ là gì? Ví dụ là tin tức, ví dụ là khối lượng hấp, sự chán nản, sự tuyệt vọng, nói chung là mọi thứ để xây một cái nền tích lũy đó, nền tích lũy gom lại tất cả hàng ở trên đây cắt lỗ ra. Chán nản cầm quá lâu, đúng không? 3-4 tháng cầm quá lâu, 3-4 tháng ở dưới đây bắt đáy có lời ta chốt ra. Những cái người ham hố đu đỉnh ra cái chốt ghê nè, cũng chán quá bán ra, đúng không? Bằng những pha rủ hàng, đúng không? Thì đó là nhịp số 3, nhịp tích lũy nha, nhịp số 3, nhịp tích lũy. Và sao tích lũy là gì? Xác nhận có dòng tiền vào thì bước vào chu kỳ uptrend và chạy hẳn lên với mức lợi nhuận khá là cao, 20-30-40%, thậm chí 50% là chuyện bình thường. Thì đó là cái gì? Đó là cái nhịp của thị trường mà hôm nay Quang đã chia sẻ với khách hàng, và bây giờ mình nói lại với anh chị y hệt như vậy nha. Nhưng mà là nói để khách hàng bên Quang và thậm chí những anh chị mà hay coi video của Quang á, anh chị nghe vào anh chị có thể hiểu, và cái chúng ta cần nói ở đây là để làm gì khi mình nói như vậy. Đó là gì? Đó là chúng ta phải xác định rõ chúng ta đang ở nhịp số mấy. Thì nãy qua nói với anh chị rồi, chúng ta có phải đang ở nhịp ở dưới đây không? Hoặc là bên đây, tùy một số con là bên đây, một số là ngay đây, đúng không? Thì chúng ta phải nhìn vào khi nó ở trong cái nhịp này, thì chúng ta để có lời chúng ta phải làm sao? Đó, có lời phải làm sao? Khi anh chị nhìn vào chỗ này, xóa đi kẻ lại nha. Nhìn nó hơi đau mắt. Nhìn nó hơi đau mắt tại vì kẻ vô trong này hơi nhiều. Ví dụ gì đi, trùng luôn nha. Trùng với cái hình ở trên kia cho anh chị mình coi nha. Đây, đúng không? Đây, đúng không? Đây là nhịp hồi rồi, đúng không? Nhịp số 2. Và đây là gì? Đây là nhịp số 3. Và đây là nhịp gì? Đây là nhịp số 4, đúng không? Vậy, màu gì? Màu xanh chứ. Màu gì? Màu vàng chứ nha. Màu vàng. Rồi đây, màu vàng nha.
Rồi tiếp tục, ở đây là màu gì? Màu xanh đúng không? Vậy thì câu hỏi đặt ra để anh chị có lợi nhuận, anh chị cần phải làm sao để có lợi nhuận đúng không? Thì đó là gì? Đối với vụ trong màu xanh này, anh chị nhìn vào, chị nhìn vào mắt hờn hơi, không cần suy nghĩ gì nhiều, làm sao để có lợi nhuận? Làm sao? Đó là gì? Đó là bắt đáy đúng không? Đó là bắt đáy đúng không? Nè chị thấy không? Bắt đáy ở đây nè, có lợi nhuận nè đúng không? Bắt đáy ở đây nè đúng không? Hồi lên có lợi nhuận nè, bắt đáy ở đây, hồi lên có lợi nhuận nè. Rồi tiếp tục sau nhịp kế tiếp, nhịp số 2 anh chị muốn có lợi nhuận chị phải làm sao? Đó là anh chị tiếp tục bắt đáy thôi, chứ có khác gì đâu, đúng không? Bắt đáy ở dưới đầu chu kỳ nhịp số 2. Còn nhịp số 3 làm sao anh chị có lợi nhuận? Anh chị phải chờ cuối chu kỳ số 3 bùng nổ lên anh chị mới có lợi nhuận, đúng không? Thì đó là những cái điểm sinh ra lợi nhuận mà Quang chia sẻ thật sự ở đây. Để chúng ta có lợi nhuận, chúng ta phải xác định rõ chúng ta đang ở chu kỳ nào, và từ đó chúng ta sẽ mua theo cái phương pháp của chu kỳ đó, đúng không? Và bây giờ anh chị thấy chúng ta đang trong chu kỳ cắm đầu, cắm đầu và chưa biết kết thúc hay không, nên vẫn còn cắm đầu, đúng không? Rất nhiều con cũng đang cắm đầu, cắm đầu xong hồi lại, cắm đầu xong hồi lại. Vậy để có lợi nhuận làm gì? Thì chúng ta phải bắt đáy, thì chúng ta phải bắt đáy, chúng ta mới có lợi nhuận. Còn khi nào chúng ta mới mua cao? Đó là khi nó chu kỳ số 3 nó bùng nổ, nó lên. Thì bây giờ chúng ta đang ở trong chu kỳ rơi, chúng ta đang ở trong những chu kỳ này, nếu chúng ta đi đua lệnh thì sao? Thì cái xác suất lỗ chúng ta có phải là cực kỳ cao không? Nè, ví dụ những chỗ đua lệnh nè, những chỗ đua lệnh nè, những chỗ đua lệnh nè, không, những chỗ đua lệnh trên đây nè, có phải xác suất lỗ và kẹt vốn của chúng ta là cực kỳ cao không, đúng không? Thì bây giờ chúng ta nhìn lại thị trường chung, chúng ta ở bên đây có phải là đang một chu kỳ cắm đầu không? Thì rõ ràng bây giờ chúng ta đầu tư như thế nào khi mà đã nói như thế này, giải thích với anh chị như thế này, đó là gì? Đó là chúng ta bắt đáy. Đó là chúng ta bắt đáy, và khi chúng ta bắt đáy hàng về chúng ta có lời lỗ thì chúng ta phải chút lời. Vì rõ ràng anh chị thấy khi nó lên trên thì nó sẽ quay đầu xuống, xác suất quay đầu xuống nó sẽ rất là nhanh, đúng không? Nó thành ra mình nói với khách hàng như vậy để chi? Để chúng ta xác định được cái tư duy trong giai đoạn này là gì? Là tôi chỉ đi mua bắt đáy, nếu muốn mua đúng không, là chị bắt đáy thôi, và không đua lệnh. Vì cứ đua lệnh lên thì thấy bữa trước mới đẹp như thế này, qua đây sập lại bình thường, có cây tăng rất đẹp ngay đây luôn, qua đây không sập lại bình thường, đúng không? Nó thành ra với cái này qua chia sẻ thật sự với khách hàng đó là gì? Đó là chúng ta sẽ không đua lệnh nào cả, chúng ta sẽ không quan trọng cái việc là cổ phiếu có tăng hay không. Dù hôm nay thị trường có tăng mình nói với anh chị, ủa có gì đâu anh chị, hôm bữa thứ sáu mình chia kêu anh chị mình mua bắt đáy cổ phiếu lợi mười mấy phần trăm, sao anh chị không bắt? Thứ sáu là mua cây nào anh chị biết không? Mua đây nè, mua ngay đây nè, ra đây ăn thêm cây sập nữa nhưng vẫn lời bình thường nha. Hôm thứ hai đầu tuần khi sập xuống mà cũng nói với anh chị, nếu anh chị muốn anh chị hãy đầu tư từ 20% tới 40% NAV vào thì sao? Nó sẽ có xác suất có lợi nhuận cho anh chị. Vì sao? Vì chúng ta đi đúng chu kỳ, cái tư duy chúng ta như vậy. Còn khi tăng lên rồi nha, bữa thứ sáu ra hồi lên mạng nghe đâu nói chị không mua gì cả, không mua lưu ý nha, hôm bữa mấy phiên này nè không mua gì cả, chúng ta chỉ làm gì? Chốt lời thôi. Chúng ta có quyền gì? Chúng ta có lãi, chúng ta có quyền chốt lời khi chúng ta bắt đáy được những cổ phiếu gì? FTS ở mua đúng giá dưới đây luôn nha. Quang là Quang còn mua được dưới đây âm 2,5% nè, lên đây là có chốt lời rồi. Nó BSI nè, khách hàng tự mua tại vì mình nhắn với anh chị nhiều con mà, đúng không? BSI nè, CTS nè, đúng không? Nè, lên đây chốt lời anh chị hàng lời quá trời luôn đúng không? BVS nè, đúng không? BVS là mua đây nè, không mua được giá hấp nhân nha, mua gì hầm chiếu á, lên đây cũng có lời mười mấy trăm á. Rồi tiếp tục là gì? Hà Đô, thật ra lời được không? Hà Đô thì lỗ, Hà Đô hòa vốn nhá, nhưng bắt đáy cây này nè, qua đây hòa vốn thôi. Rồi tiếp tục là gì? RVR thì lời, RVR thì lời, bắt cây này nè, nay lời rồi đúng không? Lời 400-500 á, nhiều con lắm, còn nhiều con lắm, thì mình bắt đáy, mình chỉ bắt đáy thôi, đó là chiến lược của mình. Và mình nói với anh chị chiến lược này nè, sẽ áp dụng cho tới khi nào? Thị trường mình nó bước vào cái phase 3, nghe mình hay nói mà vồ đúng không, phase 3 đó, phase 3, phase 4 đâu đó. Nè anh chị thấy không, thì nó phải vào cái phase 3 này nè, anh chị mới mua cao, anh chị mới nắm giữ và anh chị mới ok. Và phase này nó phải kéo dài trong bao lâu? Phải 2-3 tháng sau thì chúng ta mới có thể mua theo cái trạng thái này được bùng nổ. Còn không ở bên đây, chúng ta chỉ làm như vậy để tránh những cái khoản lỗ thiệt hại không đáng có trong cái việc là đua lệnh. Hôm nay thấy rất ngon, đua vào, ngày mai nó sập cái ót xuống là tự nhiên lỗ rất là nặng, đúng không? Ngày mai sập xuống cái là lỗ rất là nặng là bình thường. Đó là cái gì? Ở cái chiều mua mới, và cũng là tại đây nè. Qua nói như vậy để khách hàng bên mình hay là những anh chị theo dõi bên mình có cái tư duy để có thể ngồi chờ đợi và biết cách đầu tư. Ví dụ như trong giai đoạn này chị bắt đáy thôi, hít thì bắt, không hít thì thôi. Và nếu bắt thì chỉ dùng từ 20-40% NAV để có lỗ thì cũng không tiếc, đúng không? Lỗ có nhiều đâu, dùng có 20% tiền thôi có nhiều đâu, đúng không? Nhưng mà lời thì chúng ta vẫn rất vui, đúng không? Ai mạo hiểm hơn thì 40% không sử dụng margin, đúng không? Thì đó là giai đoạn này là đánh ngăn lướt nhanh. Nhưng ví dụ chúng ta ăn được những pha này chúng ta cũng phải thôi, thật ra phay 1 và phay 2 nó y hệt. Nhưng khi chúng ta muốn đầu tư cái số vốn lớn, đi vốn tiền tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ, khách hàng hỏi anh giờ anh có 20 tỷ mua con gì không? Được không em? Qua nói chị không, giai đoạn này không mua được, đúng không? Giai đoạn này không mua được, chúng ta phải chờ cái nhịp tích lũy như thế này nè.
Khi nó ok, nó bắt đầu có những cái con vượt đỉnh, đúng không? Vượt đỉnh, có con vượt trước, con vượt sau. Thì khi có leader, khi có giai đoạn tích lũy, khi xác nhận dòng tiền vào, từ đó chúng ta sẽ đi vốn lên, đúng không? Việc ví dụ anh nói với anh chị nha, anh chị chỉ nên đi vốn 20% NAV thôi, 10 tỷ anh chị chỉ đi vốn 2 tỷ, đúng không? Là 20%, vậy 20 tỷ chỉ 4 tỷ thôi là rất là ít, đúng không? Thật ra với số vốn của họ 20 tỷ, 4 tỷ rất ít, nhưng Quang sẽ bị làm gì? Quang sẽ bị hạ cái doanh thu, cái số thu nhập của mình xuống chắc chắn rồi. Một là lúc anh chị mua là 20 tỷ, Quang sẽ nhận được phí tương ứng 20 tỷ. Vậy bây giờ anh chị mua có 4 tỷ, có phải Quang sẽ ít đi rất nhiều không? 100 triệu anh chị mua có 20 triệu, có phải Quang ít đi 5 lần không? 5 lần luôn đó, không phải ít đâu, nó giảm thu nhập 5 lần nhưng mà không có vấn đề gì cả. Vì sao? Vì chúng ta phải mua ở cái chỗ an toàn thì chúng ta mới có thể lợi nhuận cao và chúng ta mới có thể sử dụng margin lớn. Còn không á, những chỗ này nè, chỉ cần sai một nhịp thôi anh chị có thể lỗ rất nặng luôn. Hôm qua nay tâm sự với mấy anh khách hàng luôn, mấy anh luôn. Ở đây qua chỉ kể một anh thôi, vốn anh đó là nhiêu? 10 tỷ. Vốn anh đó 10 tỷ mà cứ càng rơi càng mua trung bình giá, không có quản trị rủi ro và cứ gom hàng với những cái kỳ vọng về cổ phiếu tương lai. Đó là cổ phiếu gì? Đó là cổ phiếu RSI nè. Càng rơi càng mua trung bình giá, càng rơi càng trung bình giá, đúng không? Càng xuống càng trung bình giá, nổ lên lại gia tăng, đổ lên lại gia tăng. Bây giờ xuống tới đây lỗ hết nhiều rồi, 10 tỷ. Lỗ nhiêu? Lỗ 3 tỷ rồi. Vì sao? Vì có sử dụng thêm margin nữa. Lỗ thêm 3 tỷ rồi và bây giờ người ta bế tắc. Bế tắc luôn, đâu biết làm sao đâu, đúng không? Tiền nó đâu phải là vô hạn, chúng ta sử dụng tiền tỷ mà chúng ta cũng không đủ tiền để trung bình giá, đúng không? Đây là cái nghịch cảnh, đúng không? Nghịch cảnh anh chị thấy kẹt không? Rồi chị thấy những anh chị mà kẹt vô những con này thì nó sao? Nó còn BH hơn nữa, rơi 40-50%, nhưng mà sao? Nhưng mà hồi có 1% à, ăn hô cái gì, đúng không? Ăn hô cái gì mà tiền nó đã đâu ra mà nó cứ đổ hoài và đổ vào để chúng ta trung bình giá, đúng không? Nên chúng ta phải hình dung được rõ ràng cái giai đoạn để chúng ta đi vốn, nếu không chúng ta đi vốn sai. Gần như chúng ta gì có vào sau chúng ta cũng lỗ như người ta, đó, vào sau cũng lỗ như người ta, đúng không? Thì cái đó là cái chiến lược quan vạch cho nhà đầu tư chúng ta khi mà canh mua mới hoặc là đi vốn như thế nào. Rõ ràng mỗi hệ thống sẽ có cách đi vốn khác nhau, có cách gom hàng, có cách mua cổ phiếu khác nhau, nhưng đây là cái cách của bên Quang. Và cách của bên Quang không quan trọng cái gì, ở đây mình có viết với anh chị nè, cách của mình không quan trọng tin tức báo đài gì cả, mình không quan trọng bất cứ cái gì về tin tức cả, anh chị lưu ý nha. Mình chỉ quan trọng cái gì, đó là dòng tiền nó có vào cổ phiếu hay không. Ví dụ cũ nhưng lại mới nhưng lại cũ, đó là gì? Đó là BVD, BVS chứ nhầm, BVS nói sao quá quê. BVS này gì không? Không thấy dòng tiền, nhìn bằng mắt thường ta nhìn vào, ủa không thấy tiền. Vậy thì bây giờ anh có hô hào về dự án Ô Môn Lô B, anh có hô hào về sóng dầu khí, không quan trọng, không quan tâm. Tại vì sao? Tại vì tôi nhìn vào tôi không thấy dòng tiền, đúng không? Mà không thấy dòng tiền thì chỉ cần thị trường có biến nó rơi, mà thị trường ổn định nó đi ngang, thị trường có biến nó rơi, thị trường kéo nó tăng không khối lượng thì nó vẫn sập, đúng không? Nè chị hãy giờ xuống đây bắt đầu hối hận chưa? Hối hận rồi, đúng không? Mà chị thấy không có dòng tiền. Vậy chị nhìn vào con này, chị thấy như thế này, chị nhìn vào con Hòa Phát đi, chị thấy có giống vậy không? Nè đúng không? Không thấy dòng tiền, không thấy dòng tiền bằng mắt thường ta có thể thấy định lực sử dụng mắt thường, không thấy dòng tiền, đúng không? Thấy bán tháo không thấy dòng tiền, đúng không? Tiếp tục định lực mắt thường ta lại thấy RSI, nhìn nguyên cái giai đoạn này của nó có dòng tiền không? Không quan trọng tin tức, mình ít đọc báo đài lắm, mình không quan trọng tin, mình chỉ quan trọng cái gì? Đó là dòng tiền theo VSA, cung cầu kỹ thuật nó có vào hay không? Nếu nó vào, chúng ta đầu tư rất mạnh và chúng ta all in, full margin. Nhưng nếu nó không vào, nó cứ như thế này thì dù nó có hồi lên thì vẫn như chiến lược cũ. Đó là gì? Đó là đánh bắt đáy hồi lên bán, đánh bắt đáy hồi lên bán, đúng không? Bây giờ anh chị có thấy đã có dòng tiền tương đối ok đánh mạnh vào những con này thì nó phải tới cái phase vào kế tiếp, đó là cái phase 3. Đó là cái gì, dùng gì? Dùng tích lũy lại thì chúng ta mới cân nhắc mua được, đúng không? Còn không thì thôi, chỉ là bắt đáy chút lời kết thúc chu kỳ đó, bắt đáy chút lời kết thúc chu kỳ đó, chị hiểu không? Đó là cái quan điểm rất rạch ròi của hệ thống Minh Quang. Và chúng ta, những anh chị đang cầm hàng vô gì thì cầm gì, cầm tiền thì chị muốn mua ha, và đã có được cái tương lai, đúng không? Đã có được cái để chờ đợi và cái để gì, đi theo dõi và cân nhắc. Anh chị hãy FTS ở đây không? À, chỗ này nè, rơi mạnh nè, thì nó hồi lên đâu, đây là phay hồi, đúng không? Đây là nhịp hồi. Còn những nhịp bên đây chỉ có bắt đáy, bắt cục tay là có luôn nè. Như đây nhịp hồi, ăn được cái nhịp hồi này xong nó sẽ vào nhịp gì? Tích lũy, đúng không nè anh chị không? Ăn được nhịp hồi xong nó sẽ vào nhịp tích lũy xong dòng tiền vào nó mới nổ lên. Thì nó có phải nó cũng đủ 4 phay không? Sập, hồi mạnh, tích lũy, phải tăng, đúng không? Thì chúng ta chờ là gì? Một là chúng ta bắt đáy, hai là chúng ta chờ cuối chu kỳ. Chứ chờ bây giờ chúng ta đâu có trường hợp khác. Chẳng lẽ bây giờ anh chị đi mua ở đây, đúng không nè? Ví dụ anh chị mua ở đây có khác gì chị mua ở đây không? Thì cũng vậy thôi.
thì nó phải vào tu lệ du kỳ tích lũy, chẳng lẽ tăng luôn? Anh chị thấy cái xác sức này cao không? Không cao đúng không? Không cao đâu, chấp nhận thôi đúng không? Thì đó là cái cách mình hướng dẫn với hệ thống và khách hàng bên mình trong cái chiều mua mới. Không biết anh chị như thế nào à, nhưng đó là cách của bên Quang, và bên Quang vẫn đang ngồi rình, đã có danh mục watchlist mới hết rồi, đã có các cổ phiếu khỏe hết rồi, nhưng vẫn chưa mua, vẫn chưa, vẫn rình thôi. Rình để chi? Nhìn để coi nó tích lũy đẹp hay không, hay là nó sập tiếp hay là nó sập tiếp nè chị không, sập xuống nè, tích lũy xong sập tiếp là bình thường đúng không? Đó, đó là cái điểm này. Nếu anh chị mình đang muốn đầu tư cho cái hệ thống một cái chu kỳ mới, chưa có phương pháp nào rõ ràng, cứ nhắn tin trực tiếp với Như Hảo và Trúc Vy, đó là chiều cầm tiền. Rồi với những anh chị lỗ thì sao? Chiến lược với những anh chị lỗ nặng thì sao? Vẫn như cũ thôi, đó là trading T0, đây trading T0 đúng không? Ngày nào cũng tư vấn với anh chị về lướt T0. Những anh chị lỗ nặng từ 20% trở lên, Ni hy vọng là anh chị có thể tìm được một biện pháp, và đây là biện pháp quan dành cho khách hàng của mình. Ví dụ mở buổi cửa buổi sáng ra nha. Mở cửa buổi sáng ra, đây mở cửa buổi sáng ra nè. Vừa mở cửa ra, 9:04 hôm nay, sáng nay mở cửa ra tiếp tục xu thế FOMO của ngày hôm qua. Tuy nhiên sáng đua lại sớm thế này, kiểu gì trưa cũng siêu lại. Lúc đó mình chưa thấy con vít con VRE tím đâu nha. Thì chiều trading anh chị canh bán trước, và sau 10-15 phút đua lệnh lên trên đúng không? Tức là nó kéo mạnh lên chị bán ra đi. Chờ trưa trưa nó hiện nguyên hình thì chị có thể cover lại hàng à, biên độ stop loss là 2%. Đây là cái tư vấn của Quang cho những anh chị bị lỗ nặng trong phiên sáng nay, cho cái nhịp lướt đầu tiên, nghe, cho nhịp lướt đầu tiên trong ngày à, ngày nào cũng vậy thôi. Thì ví dụ ở đây cho anh chị thấy cổ phiếu gì đi à, ví dụ ở đây còn ép tết luôn cũng được, đó ép tết luôn cũng được, ví dụ kẹt trên đây đi cũng là lỗ nặng thôi đúng không? Thì sao sáng nay nè, đơn giản thôi, sáng mở cửa ra, mở bát ra có phải giá xanh không? 39.8 mở ra 39.8 thì cho tuột lại 39.7 đi à, ví dụ nhiều 5.000 cổ 39.7 đúng không? 5.000 cổ 39.7 nhầm, giá bán chứ, bán ra 39.7 đúng không? Sau đó gì trong phiên có phải nó âm 2% liên tục không? Là nó rơi về 38.6, 38.7 cho anh chị làm mua được giá 38.7 nha. 38.7 thì sao? 38.7 thì có phải khi anh chị mua lại giá hấp, hôm nay anh chị lời được cổ phiếu FTS là 5 triệu đồng không? 2% cho 5.000 cổ phiếu đúng không? Lại một nhịp T0 hết sức đơn giản luôn. Nói thiệt với anh chị, sáng mở ra rồi mình kêu chị bán luôn. À, có nhiều chị lưỡng lự ra nó có tăng nữa không em? Mua không? Qua nó chị không? Bán đi. Đây sao? Tại vì một tí xíu cái tự nhiên mình thấy mấy con này tăng qua nó, chị bán luôn đi. Bán luôn kiểu gì nó cũng rơi đúng không? Kiểu gì nó cũng rơi. Và trưa anh chị thấy gần như cả thị trường mình một màu đỏ hết luôn. Thì chỉ cần mở cửa sáng ra bán là được. Đó, DGC, nhiều anh chị cũng kẹt ra DGC kẹt đúng không? DGC kẹt rất nhiều trên đây. Bây giờ xuống đây chỉ có đây đến tới không. Sáng mở ca có phải giá xanh không? Là giá 106.9 thì cho bán được 106.5 đi. Ví dụ 1.000 cổ DGC 106.5, 106.5. Đó, bán xong. Đó, sau đó trưa, trưa con này âm 2% đúng không? Âm 2.7%. Thì có phải trưa lúc qua nhắc anh chị á, mua lại cover lại hàng đi, thấy đủ thì cover lại đi đúng không? Thì chị mua lại cho là 103.5, anh chị mua được 103.7 đi. Đó, tức là giá cao hơn 103.7. À, có phải anh chị sẽ lời được 2.7%, lời được 2.8 không? Dù mình đang lỗ bao nhiêu, nếu xét từ đỉnh nha, xét từ đỉnh xuống đây anh chị đang lỗ bao nhiêu trăm, xét từ đỉnh anh chị đang lỗ 20%, anh chị vẫn kiếm được 2% tiền lời, bình thường đúng không? Đó là cái cách mà hệ thống Bình Quang áp dụng ngày hôm nay, đó là gì? Đó là mua trading T0, tiếp tục cái khoản hàng lỗ của mình. Ừ, người ra lỗ, mình lỗ thì mình cứ tính cái việc của mình đi, đừng có quan tâm tới thị trường nó tăng hay giảm, cũng có về bờ được đâu, lỗ tới 20% mà đúng không? Lỗ tới 20% thì có cần phải quan trọng cái vấn đề là khi nào không, khi nào lên tàu, khi nào lên bờ không? Có khó lắm, từ khi tăng trần mấy phiên thôi, còn không thì không, không có cửa thì hãy tranh thủ để làm gì, kiếm những khoản lợi nhuận nhỏ để gỡ lại cái số lỗ nha, lỗ bự. Ví dụ lỗ 100 triệu ngày kiếm 2 triệu thì kiến cục cắn chết voi đúng không? Một ngày gỡ được 2 triệu 2 triệu 8, chứ đây là 2 triệu 8 đúng không? Ngày gỡ được 2 triệu 8, vậy thì bao nhiêu ngày, 10 ngày là lỡ được 28 triệu đúng không? Vậy thì bao nhiêu ngày để gỡ 100 triệu tiền lỗ? Một tháng, 2 tháng à, nếu mà cho là có những ngày lỗ đi thì sẽ có lỗ có lời, có lỗ có lời, thì trong vòng nào khoảng 2-3 tháng anh chị sẽ gỡ 100 triệu. Còn hơn anh gì, còn hơn nếu anh chị không có cái phương pháp này nè, anh chị đi cắt lỗ, anh chị xuống đây anh chị hoảng loạn. Rất nhiều anh chị nhắn tin hàng với Quang hôm qua với hôm kia, sợ quá bán hết hàng rồi em ơi, sợ quá bán hết rồi đúng không, tự nhiên xuống ngay đấy cắt lỗ. Với hệ thống bên mình nha, mấy phiên gãy xuống đây bọn nó anh chị á, lướt tay không đi, bán cái gì mà bán đúng không, xuống đây không có bán cắt lỗ nữa, lỗ 20-mấy% rồi bán là cụt vốn, chưa kể anh chị sử dụng margin anh chị còn lỗ tới 40-50% thì còn cái gì, xuống đây đánh tay đinh tay không thôi, lướt tay không để từ từ về bờ. À, những cái con như VGI này mà anh chị mà đi làm gì, anh chị mà đi cắt lỗ, anh chị lỗ 40-50% tệ, 1 tỷ mà lỗ 40-50% tiền đâu phải dễ kiếm anh chị, nên lỗ 50% á, con này nè mai chắc có khi rơi nữa đúng không, có khi rơi nữa nhưng mà vẫn lướt thôi, vì bản chất mình vẫn lỗ đúng không. Thì đó là những cái quay luôn luôn cố gắng chia sẻ với anh chị. Và buổi trưa có thêm một nhịp nữa gì, đó cái nhịp thị trường chúng ta nó hồi lại đúng không, phái sinh nào nó hồi lại, trưa này có báo với anh chị, chỉ cần nó rớt lên là anh chị có thể mua tay không vào một phần đúng không,
là cái chỗ ở đây nè, direct lên là cái là chị có thể mua tay không vào phần để chiều nó hồi lên bán, thì rõ ràng anh chị cũng ăn được cái nhịp, nhưng nhịp đó nhỏ thôi, chủ yếu ăn nhịp buổi sáng ăn được 400-500 rất là ngon lành, rất là ok luôn, tại vì sáng mở cửa ra con nào nó cũng xanh, sau đó nó đạp đúng không? Đó thì đó là cái cách mình hướng dẫn với những anh chị lỗ nặng. Chiến lược giao dịch là gì? Tiếp tục lướt tay không, tiếp tục kiếm lợi nhuận trong đây, và hàng ngày qua điều ngồi đây tư vấn cho anh chị cái cách để cho anh chị bán trước hay là mua trước để lợi dụng cái khoản hàng lỗ của mình để kiếm những cái lợi nhuận nhỏ, và tập làm gì? Tập để đầu tư không bị FOMO. Ví dụ hôm nay kéo mạnh lên chị có FOMO không, đúng không? Anh chị toàn canh bán không à. Ngược lại khi đập mạnh anh chị đâu có bán tháo đâu, anh chị canh mua để chút nó hồi lên chị bán. Vì bản thân tôi cũng lỗ nặng thôi, nhưng mà vô tình nó sẽ ăn vào tiềm thức của anh chị là gì? Là sau này cá mập nó có kéo mạnh á, anh chị có không đua lại. Anh chị nói ô không mua được thôi tôi mua con khác, đúng không? Thì đó là cái cách mà hệ thống bên mình vẫn đang hướng dẫn anh chị nha. Nếu anh chị nhà đầu tư chúng ta đang bị lỗ nặng bế tắc và chỉ có gồng lỗ hoặc đi trung bình giá xuống đó, trung bình giá xuống, thì qua khuyến nghị anh chị nên cân nhắc chuyển về đồng hành với hệ thống bên Quang và đi theo cái chiến lược T0 này. Vì T0 á là tổng vốn gần như anh chị ấy nè, cứ bán vào là sẽ mua ra, bán vào và sẽ mua ra, và sẽ có hệ thống tính toán rõ cái phần trăm và cái số phí anh chị phải trả đều có hết. Anh chị ơi, ví dụ như là 13 triệu trừ phí ra còn 12 triệu 6, anh chị vẫn lời mà, đúng không? Anh chị vẫn lời và tổng hàng anh chị là như nhau, vì anh chị bán xong anh chị mua ra, bán xong mua ra, và anh chị luôn luôn cầm một cục tiền ở bên ngoài. Còn bây giờ trung bình giá nha, bây giờ câu hỏi đặt ra ở đây, trung bình giá xong cái nó gãy cây này lỗ mười mấy 20%, vậy thì có phải chỗ trung bình giá lại lỗ tiếp không? Ví dụ nay mai nó gãy thêm phát nữa, ai thường cho anh chị, đúng không? Đó, trong khi nếu anh chị gặp lỗ thật ra nó cũng dẫn rơi từ trên xuống dưới, đúng không? Nhưng mà trung bình giá thì nó lại như vậy đó, chắc gì cổ phiếu anh chị hồi thật sự. Nên anh chị thấy nè, rất nhiều cổ phiếu nè anh chị, chắc gì cổ phiếu anh chị lên được giá này, chắc gì, thật sự anh chị có chắc không? Rồi đợt trước nó cũng tích lũy đây, nó có lên được này đâu. À, ví dụ ở đây đi, nó có lên được ngay đây không đã là một vấn đề rồi, thì chúng ta trung bình giá liệu chúng ta có gỡ được không? Lỡ không gỡ được mà nó gãy tiếp thì sao? Ví dụ đây nè, không gỡ được mà nó gãy tiếp nè, ví dụ đây nè, trung bình giá một lần, lên đây trung bình giá tiếp xong nó gãy ba cục cùng lỗ nè. Bữa con kể với anh chị một khách hàng giữ hơn 300-400 ngàn cổ phiếu HSI á, mua trên đây nè. Xuống đây trung bình giá một lần, qua đây trung bình giá một lần xong sập tiếp, xuống đây lại trung bình giá tiếp, không được tư vấn trung bình giá đàng hoàng, sau đó sập tiếp là xuống đây 500 ngàn, ở trên ai phải cắt lỗ ở đây vì không chịu nổi áp lực lỗ tới nhiêu 30-40%, 30-40%, và cục trước cục sau lỗ hết. Vậy tại sao chúng ta đã thất bại một cục 100 ngàn? Chúng ta cứ giữ 100 ngàn đó đi, vì sao? Vì bây giờ cắt ra hết mất vốn, đúng không? Thì có 100 ngàn thì lỗ 100 ngàn, nhưng còn 3 tiền mua 400 ngàn ở ngoài thì sao? Ủa thì đó là tiền mặt thôi, nó có mất gì đâu, nó không mất gì. Thì tại sao chúng ta không tận dụng, ta kiếm những khoản lợi nhuận nhỏ, đúng không? Nhưng mà cũng không bị lỗ hơn, tại vì nó có gãy tiếp với cục lỗ có cục 100 ngàn thôi, còn những cái 400 ngàn cái đó bị lỗ đâu, có mua đâu lỗ, đúng không? Thì đó là chiến lược và phương pháp bên mình nè. Rồi thì đó cũng là chiến lược tổng thể mà bên mình đang áp dụng trên giai đoạn này. Dù hôm nay thị trường mình nó có rút chân, nó có đẹp thế nào thì qua đánh giá thì một là tôi bắt đáy, hai là gì, hai là tôi chờ mua ở nhịp phay ba, còn không thì tôi sẽ không làm gì, không đầu tư, đã giảng vậy thôi. Và tiếp tục đánh T0 ở đây, T0 đây cũng T0, đây cũng T0, nói chung cứ T0 thôi. Vì sao? Vì bản chất anh chị vẫn lỗ rất là nặng, lỗ quá trời lỗ luôn. Ví dụ Novaland hôm nay mà kéo mạnh đi, anh chị mà đang kẹt ở trên giá 18 lúc kéo mạnh chị làm gì, chị bán ra chiều chị mua lại có phải ngon nè? Sáng là như kéo bao nhiêu phần trăm nhỉ? Sáng là kéo được nhiêu? Kéo được 43.85% nè, đúng không? Kéo 400 đó thì sáng chị bán ra, trưa nó về 29 anh chị mua lại, anh chị ăn được biên độ lợi nhuận 400 trong phiên, đúng không? Trong khi cái hàng anh chị nằm trên đây, thị trường 1.600 anh chị về bờ, nào thị trường 1.600 nắm giữ tới bằng năm hả, đúng không? Đến bằng vài năm chứ chưa biết về bờ hay không? Anh chị thấy nó chua không? Nó rất là chua, đúng không? Đó là cái biện pháp mình hướng dẫn với anh chị lỗ nặng không cần quan tâm thị trường nha. Rồi thì trở lại với thị trường chung, đó là cái biện pháp xử lý hàng lỗ thôi. À, trở lại với thị trường chung thì nói chung quá là giai đoạn này vẫn là giai đoạn trong phay nào, trong phay số 1 trong phay số 1 hoặc là giao nhau phay số 2, không biết là 1 hay 2. Nói chung thì nhìn thì vẫn giống là 1 lắm. À, đang ở trong phay số 1, ví dụ CTG nè. À, thì chúng ta phải có cái chiến lược, biện pháp và phương pháp đầu tư cho nó hợp lý. Tấn công khi nào? Tấn công khi ở cuối phay 3 chứ không phải tấn công trong phay 1. Có thể nhiều nhà đầu tư sẽ đi gom hàng, nhưng Quang, với Quang thì sao? Với Quang thì thôi cầm tiền nó cũng khỏe, tại lỡ nó rơi tiếp thì cũng không biết đâu mà lần, đúng không? Lúc mà mua thì nó rất là vui, tới lúc mà nó sập hết vui nổi. À, anh chị có nhớ FPT có rất nhiều anh chị mình nói với Quang là trên giá lên này anh chị chấp nhận, anh chị mua và anh chị đầu tư trung và dài hạn không? Và bây giờ xuống đây hỏi qua cắt lỗ không? Đâu chịu nổi đâu. Cái lúc mà mua lúc nào nó cũng vui lắm anh chị. Lúc nào mua vào nó cũng ok lắm á. Lúc nào cũng thấy là mình là số 1, lúc nào mình cũng thấy là mua vào thì cũng có sao đâu. Cổ phiếu cơ bản tốt, vĩ mô tốt, mọi thứ tốt không? Xuống đây bắt đầu hỏi cắt lỗ rồi, chịu hết nổi đó. Chịu hết nổi rồi. Đó, thì thật sự nếu mà muốn gom thật ra vẫn gom được, tùy phương pháp và hệ thống. Nhưng quan trọng là bản thân anh chị
chúng ta, Quang ngồi đây, anh chị ngồi đây, tất cả mọi người đều là con người, thì liệu lúc đó chúng ta có chịu nổi áp lực hay không? Chúng ta có chịu nổi áp lực trong thời gian dài hay không? Lỡ như đột biến cần tiền thì làm sao khi mà đang bị lỗ và nắm giữ trung và dài hạn? Ví dụ như vậy. Và lỡ xui, nếu mà cổ phiếu mình chọn nha, thật sự xui thì nó hơi nhiều lắm chứ hên ít lắm. Đó là ví dụ cổ phiếu chúng ta chọn làm những cổ phiếu nó rơi như thế này sao? À, thì bao giờ chúng ta về bờ? À, bao giờ chúng ta về bờ? Ví dụ nhà đầu tư gom hàng trong cái nền này nè, thì bây giờ chúng ta đang nằm đây, liệu chúng ta có thể chịu nổi thêm 6 tháng nữa hay không, 1 năm nữa hay không trước khi về bờ, đúng không? Đó, nên quan điểm là tùy mỗi hệ thống, tùy mỗi con người, nhưng đây là quan điểm qua dành cho hệ thống khách hàng mình quen, và sẽ gì hy vọng có thể giúp ích cho anh chị trong cái quá trình đầu tư trong thị trường chỉ canh nhau up bull, đúng không? Canh nhau up bull. Đây là quan còn chưa kể đến thế giới, đúng không? Quan còn chưa kể đến những cái biến động trên thế giới, đúng không? Những cái biến động, những cái bất ổn trên thế giới, mình còn chưa kể tới những vấn đề đó nha. Đó, đầu tư thì vẫn sẽ đầu tư tại vì ghiền mà. Ai cũng vậy, ai ngồi đây nghe video cũng ghiền, đúng không? Cũng muốn mua bán mà, đúng không? Đó, 20-40% nha. Rồi, ok. Nếu anh chị chưa có một cái hệ thống, một cái chiến lược giao dịch hợp lý, hiệu quả, cứ nhắn tin trực tiếp với Quang hoặc Như Hảo hoặc Trúc Vy. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ và tốt lành bên gia đình. Xin chào anh chị.